May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Nắng mọi người ạ, đổ đấy thì mình không thích những hôm nào đi học mình bị nắng đâu. Tí nữa đi bộ vậy, kiểu đi bộ đi về nó bị nắng đen hết cả da. Chỉ lại có mấy cái đấy, kiểu cái shop quần áo đấy mình bán vui vui chơi chơi. Tại mình cũng hay thích nhặt nhặt mấy cái đồ linh tinh, cute dễ thương về nên mình bán chơi vậy đó. Đấy, nên là bây giờ cũng chưa mở bán chưa gì. Nhá hàng dậy. Bạn nào giống gu mình thì lên follow Chuan Clothing nhé. Trời ơi, hôm nay một ngày làm đá không thành công nha các bác. Nhìn không aesthetic gì hết. Trời ơi. Từ đấy nước lạnh nha. Tại mình thích uống lạnh cơ, uống phải lạnh cơ. Mình ngon. Yeah. Mình đang khá là bết nhiều hôm nay mà không kịp gội. Ui dồi, nhanh liều muộn nên là mình sẽ chỉ bộ máy thôi. Thì đấy là tip của con gái đúng không, kiểu đi học dễ bị đi học muộn. À không, sao mình sẽ đi học muộn lần nào, nhưng mà kiểu cứ bị sợ đi học muộn tại vì là từ nhà lên đến trường leo núi mọi người, leo núi dữ đấy. Ê, mình nói thật luôn, các bạn nào chuẩn bị sang Hàn thì chuẩn bị tinh thần leo núi nha. Ừ, vậy cái địa hình Hàn Quốc cũng vậy đó. Ủa mọi người có thấy bị nghiêng mọi người không hình ấy. Tôi cận dữ ra. Ừ, cận đấy. Trời ơi, mong đó sẽ điều sợ điều muộn. À không điều muộn nhờ điều sớm chứ. Bây giờ mình sẽ làm thật là nhanh thôi nhá, mình cũng không make up hay cái gì, chỉ bôi kem chống nắng thôi. Thật là nhanh, hết sức có thể thôi. Có mấy hôm mình lười vì không bôi kem chống nắng xong mình hối hận dữ lắm mọi người. Tại vì á, đến tầm 12 giờ trưa ấy, ôi nắng điên luôn, không muộn. Bây giờ chưa xong mùa thu mấy, mát hơn một tí thôi, chứ nó cũng chưa gọi là ok.
Ok, rửa mặt sạch sẽ đúng không? Essence với nét chưa trời. Mua hơi khô nhé cậu nhé. Chẳng cầm màn. Tôi sẽ cho nó hết khô ngay thôi. Dưỡng môi. Cái này dùng thế cũng được. Bình thường mình không thích cái mùi nó. Cái vị. Nó có một cái vị nhé. Dưỡng cũng tốt. Để đánh bước tiếp theo nào. Tay bị thương. Mình là da khô ấy, nên là mình cứ đủ ẩm là nhìn da đẹp lên nhá. Má thiếu ẩm một cái nhìn da trông kinh kinh hẳn luôn ấy. Thích da đủ ẩm, nhìn nó có độ bóng, nhìn nó khỏe ấy mọi người. Cái căn bản là da mình mà bị khô cái mình không chịu được. Ngày xưa da mình da dầu nhá. Hay cực. Cái hồi mà cấp 3 ấy, cấp 2, cấp 3 chắc đổi đấy dậy thì à? Không hiểu nữa. Bây giờ mình đảm bảo là da mình hỗn hợp thiên khô luôn. Tại vì mình mà thiếu dưỡng ẩm một cái, cái cảm giác nó cảm nhận được luôn mà. Da mặt nó bị căng căng khô khô ấy, không thích ra vậy. Như này này. Kịp. Tại hôm nay quay video ấy mọi người, nên là nó sẽ bị mất thời gian hơn một chút. Chép máy các kiểu. Bình thường mình nhanh gọn lắm. Nào, em chống nắng này. Em chống nắng này em sẽ nâng tông cho mình luôn. Nên là coi như là cũng make up nhẹ nhẹ rồi đó. Nhìn ra nó sẽ trắng trẻo hơn một chút đó. Cái chống nắng này các bạn bảo là chống nắng hơi kém, nhưng mà da mình không có chuyện, mình không có gì, nên là mình thấy là chắc là nó cũng đủ daily rồi hàng ngày. Hoặc là mình không biết làm cái này, mình hay làm một cái không biết có đúng không nhá, là những cái hôm nào mình đi nắng nhiều ấy thì mình sẽ dùng hai lớp kem chống nắng. Mình sẽ dùng một cái lớp kem chống nắng có chỉ số chống nắng mạnh hơn ở dưới, xong rồi mình đánh cái kem chống nắng nâng tông mà lên ấy, nhìn nó ok không nhỉ? Được, có được làm thế không? Thì nó có tăng độ chống nắng không? Đấy, kiểu cái logic của mình như thế nè, mình vẫn làm thế đó. Không biết có đúng không mọi người, comment bên dưới giúp mình nhá. Hoặc là mình sẽ mang cái lăn chống nắng ấy mọi người, xong rồi mình lăn thêm lên trên nữa. Đấy, không biết là được cái logic có đúng không. Đẹp khùng luôn ý. Mình cũng đoán là tại vì cái tông này nó hợp màu da của mình. Mình cool tone không? Nó kiểu trắng hồng hồng đúng không? Trời ơi, nhìn mặt nhìn kiểu sáng hẳn luôn, trông sáng sủa, thông minh hơn ấy. Gì vậy trời. Hôm nay thì thực ra mình chỉ có một lớp thôi. Nó nhiều quá, thôi mình tiếng mình nói tiếp. Mình không xác biết sao mình bôi cái tím tím này lên mặt, mà mình cảm giác nó đẹp, thế là mình cứ bôi. Hồng dạng kem. Cái xương này tăng. Đẹp son nữa là xong. Có một cái món make up và ở đây mình cực kỳ yêu thích. Lip liner. Change the game, girl. It changes the game. Okay. Thế này đủ xinh xắn trong mắt thầy cô rồi đây. Cái này mới khiến mình xinh xắn trong mắt của cô này. Đây, em đã chuẩn bị bài đầy đủ nha cô. Hôm nay em đến em sẽ một cái sự tự tin. Đó, em đã đọc trước hết ở nhà rồi. Em đã hiểu rồi. Đến lớp với một sự tự tin mà cô ấy thấy mình rất là xinh xắn. Ok thôi nha. Đi học thôi các bạn ơi, đi tìm kiếm tri thức nào cả nhà ơi. Nào, let's go. Let's go, Katja. Let's go. Hôm nay mặc một set full hồng baby. Cực kỳ thích set này luôn. Ui, mình thích cái này lắm luôn ấy. Mọi người biết mình mua này là để kiểu mình test, mình định bán ấy. Xong rồi nó đang hết hàng nữa chứ. Mình test xong mình thấy ưng, xong rồi nó lại không có hàng nữa. Buồn nhẹ nha, nhưng mà ui, nó kiểu bị dễ thương ấy mọi người. Mình thích màu hồng. Rồi đi học nha. Đây. Hiện tại mình chỉ có một cái túi thốt này thôi mà nó không hợp màu lắm, nhưng mà đây là cái túi này, hàng ngày mình dùng đi học, túi trường mình. Nó rất là tiện luôn. Thôi nào, let's go. Theo đuổi tri thức nào. Mình mix dữ lắm mọi người, mình mix dữ lắm nha. Đấy, mình phải mix 3 màu dạo này. Đây là combo của mình. Cái này là nước xả vải, màu thơm. Em bé rồi đó. Xong rồi mình sẽ làm một nét này. Đấy. Tại vì cái này nó cũng xịt vải thôi à, thì nó bay, nó không bị nặng đâu.
Đấy, thì nó sẽ ra cái mùi của riêng mình. Đúng cái gu mình thích luôn. Trời ơi vui nha. Tự nhiên bảo nó cảm giác nó khác hẳn luôn á. Nào, ok, chính thức đi. Thật, tôi đi thật nha bạn. Tôi đi thật nha. Mọi người. Trời ơi, mưa mà không biết, không mang ô. Mình sẽ lên tầng 8 lớp học của mình. Nên là cả nhà yêu của Ken, hãy mang nước khi đi học và xem thời tiết nha. Trời ơi, mấy hôm nay không mưa thì hết rồi, hôm nay đã mưa. Mà thôi rồi, mình sẽ xông pha đi mua nước. Đi thôi. Oh my god, rất là mưa nha. Kính chào mà. Mình nghĩ sao nhỉ? Kệ đi, ướt thì thôi, gì đâu, bình thường thôi. Sẽ rẻ hơn. Nên là mình đang in tài liệu dài đọc trước. Lúc này phải đọc trước tài liệu mọi người. Oh my god. Dài ra phết đấy. Bài lần này khá dài. Bỏ tiền ra để mua một cái ô nữa chứ gì, mình đã có một cái ô rồi. Kiểu you get it right. Đấy. Bây giờ đi bộ về.
hơi tã nhở, mấy tiếng cắm mặt vào máy tính xong mình cũng làm được nhiều việc phết. Ok, thôi ra ngoài mưa đây. Cả đường ai cũng đang dùng em của mình dùng nó mưa lên này, ôi này lên này mới mông chưa xong, không thể nào mà em phải đi tắm đây mọi người ơi, ghê nha ghê. À đúng rồi, vừa nãy mình vừa gặp một bạn người Việt ở cửa hàng tiện lợi mình đi mua đồ ăn đấy mọi người. Ôi mình gặp bạn ấy nói tiếng Hàn hay mà nhìn như cái Hàn luôn, mình không biết đâu, mình không nhận ra đâu. Bạn ấy bảo là phải thân sẽ làm gì á. Anh bảo là ô nè, xong rồi bạn ý bảo là bạn biết mình. So cute. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi giặt quần áo xong mình sẽ đi tắm. Và người đã rất sạch sẽ, mình cảm thấy siêu thoải mái luôn. Chung là cái lúc mà tắm và lúc tắm xong là lúc mình thấy sướng nhất của một ngày. Cả ngày đi học, đi làm, mệt mỏi các thứ chỉ chờ nhất là cái lúc này thôi. Thì bây giờ sau khi mà đã tắm xong, đã rửa mặt sạch sẽ rồi thì sẽ là phải skin care ngay lập tức. Tại vì đặc biệt những bạn nào da khô như mình sẽ hiểu cái cảm giác là kiểu rửa mặt xong cái là phải skin care, không thì sẽ cảm thấy rất là thiếu ấy. Thì bây giờ mình sẽ skin care với cái essence này của nhà Rovectin. Và Rovectin cũng là nhà tài trợ của video ngày hôm nay mọi người ạ. Thực sự đây là một cái vinh dự của mình, tại vì Rovectin là một hãng lớn, uy tín và có một cái độ viral phủ sóng toàn cầu luôn, gọi là vươn tầm quốc tế luôn. Chắc là những bạn nào yêu thích làm đẹp khi mà nhìn thấy những cái hình ảnh, những cái món này, chắc chắn mọi người thấy kiểu nhìn nó quen đúng không? Chắc chắn mọi người đã nhìn thấy nó ở đâu rồi đó. Và hãng Rovectin thì được biết đến cũng như được yêu thích nhất là bởi vì đây là một hãng cruelty free, là không có thử nghiệm trên động vật này. Tất cả những cái bảng thành phần cũng như là công thức thì đều phù hợp với da nhạy cảm, lành tính, an toàn và đem lại cái hiệu quả cho da của nhiều người nữa. Ở đây thì mình có ba cái món này của Rovectin mà cũng mới dùng thử thôi. Mọi người nhìn có vẻ thấy hơi lạ lạ đúng không? Tại vì thực ra là Rovectin đang trong một cái quá trình rebranding, là làm mới thương hiệu á, nên là người ta có đổi packaging, đổi tên của một vài sản phẩm. Đầu tiên là cái essence này nha. Cái này là món đầu tiên mình thử của Rovectin luôn và mình cũng khá là bất ngờ. Cái chất của cái này nó không quá lỏng cũng không quá đặc, nó kiểu rất là nhẹ nhàng ở trên da nhá, nó không bị cảm giác nặng mặt nhưng mà nó cấp ẩm uổi đỉnh luôn. Nó cấp ẩm với kiểu hay lắm. Đây là mình bôi mọi người xem. Mà nó rất lành tính nha mọi người. Nếu bạn nào mà có da nhạy cảm giống như mình, da mình là da hỗn hợp thiên khô và nhạy cảm, mọi người sẽ hiểu cái cảm giác là da mình nó không bình ổn ấy. Nó sẽ có những cái lúc mà nó rất đẹp, rất ok, nhưng mà tự nhiên nó sẽ có thể kích ứng này, nó có thể bị lên mụn mà mình không lường trước được á. Hoặc là những cái thay đổi nguồn nước, thời tiết, nó có thể ảnh hưởng đến da của mình rất là dễ, rất là nhanh đấy. Kiểu như thế thì đấy là những bạn có da nhạy cảm. Vào những cái lúc mà da mình nhạy cảm, dễ kích ứng, đỏng đảnh, lời khuyên lớn nhất của mình này với các bạn là hãy tìm những cái sản phẩm nó lành tính, nó nhẹ dịu nhất có thể, để lớp màng bảo vệ da của mình nó được phục hồi và nhìn chung là da của mình được nghỉ ngơi, cho da nó khỏe lại, đơn giản là như thế. Đấy mọi người thấy không?
nó thấm vào da mình nhanh, nó để lại một cái độ bóng rất là tự nhiên nhá. Nó sẽ có một cái độ hơi dính nhẹ nha mọi người, nhưng mà cái này mình thấy hoàn toàn ok. Tại vì sau khi mình bôi kem dưỡng xong thì cái độ dính này nó sẽ biến mất, tầm 5-10 phút sau rồi nó hết à. Đấy, chung là ui, và một lần nữa thì nó rất là lành tính. Cái công thức này thì phù hợp cho mọi loại da luôn. Và nếu mọi người thích thì hoàn toàn có thể là apply nhiều lớp. Nó sẽ giống như một cái lớp mặt nạ phục hồi làm dịu cho da của mình. Buổi đêm ấy thì mình sẽ skin care dày hơn buổi sáng gấp đôi nha mọi người. Vì mình thì lúc nào cũng bật điều hòa đi ngủ hết, nên là nếu mình không cấp ẩm đủ thì chắc chắn là ngày hôm sau da của mình nhìn nó sẽ bị khô và nó sẽ không được khỏe. Cái essence này thì cũng là một trong những dòng hot của Robertin luôn. Nếu bạn nào mà là fan của cái dòng này, đây mình để cả ảnh packaging cũ nha, thì mọi người đừng lo, tại vì cái này người ta chỉ đổi cái bao bì với cái tên thôi, chứ còn cái công thức thì nó vẫn y hệt như cái này. Bạn nào mà đang dùng quen rồi, đang ưng rồi thì mọi người cứ yên tâm dùng tiếp nhé. Tại vì thực ra nó cũng vẫn như y hệt như thế thôi. Mình nghĩ là với một cái finish như thế này thì cái này nó cũng sẽ rất là phù hợp để dùng trước khi make up, sẽ khiến lớp make up của mình nhìn xinh xắn, đáng yêu, glowy. Và sau khi essence đã thấm vào da rồi thì mình sẽ dùng đến kem dưỡng. Đây là một cái loại kem dưỡng siêu lành tính, cấp ẩm và nhẹ trên da của Robertin nha. Mọi người nói thật, mình dùng nhiều kem dưỡng tốt rồi nhưng mà cái này mình cũng khá là bất ngờ đấy. Cái chất của nó hay lắm. Chất của nó kiểu nửa kem nửa gel ấy. Chất này nó thú vị đấy. Lúc đầu mình dùng mình cũng hơi bất ngờ. Ui, lên da nó cực kỳ mướt ở trên da luôn, nó tiệp luôn vào da ấy. Nó kiểu nửa kem nửa gel, chứ nó không gel hẳn, nó không kem hẳn. Texture này mình thấy rất là ưng, thích nhở. Đấy, nhìn da mình thích hẳn luôn. Mướt, tiệp vào da, cấp ẩm tốt và nó giữ độ ẩm trên da của mình khá là lâu nữa. Công thức của kem dưỡng này thì nó cũng phù hợp cho mọi loại da nha mọi người. Và đây là cái bao bì cũ của cái kem dưỡng này. Thì lại một lần nữa là cái kem dưỡng này người ta vẫn giữ nguyên công thức với bản cũ, người ta chỉ đục tên về bao bì thôi. Và đấy là cũng xong những bước cơ bản rồi, chỉ cần bôi son dưỡng môi rồi bôi kem mắt các thứ thôi là có thể xong xuôi rồi. Rất lành tính, rất cấp ẩm. Cá nhân mình nghĩ là sẽ cực kỳ hợp với những bạn nào mà da hỗn hợp trên khô nhạy cảm. Da hỗn hợp, da dầu vẫn ok. Thực sự cái chất của cái kem dưỡng này nó được ý. Mình thực sự là mình bị ấn tượng luôn. Lúc mà đọc review thì mình biết là nó tốt rồi, nhưng mà mình không kỳ vọng đến mức như thế. Thứ một cái nữa là nếu mọi người đang không chỉ dừng lại ở tìm những cái sản phẩm dưỡng mà còn làm sạch nữa, thì đây chính là cái gel rửa mặt best seller của nhà Robertin luôn. Trời ơi, cái này nó kiểu cái gel rửa mặt này rất là hot. Mình tra Robertin một cái là những cái review của các chị beauty blogger rồi kiểu những cái chị ở trên mạng ấy hiện ra về cái này đầu tiên. Cái người mà người ta có da nhạy cảm, người ta rất là kén đồ đúng không, thì hầu như tất cả mọi người đều khen với cái độ lành tính và cái độ gọi là làm sạch tốt nhưng không gây khô da của cái em này. Kiểu người ta khen quá nhiều luôn, mình cũng kiểu thật không. Nhưng mà dùng thì ok thật nha. Nói chung là dạng gel rất là nhẹ nhàng ở trên da. Rửa mặt xong thì thấy là da sạch nhưng mà không bị khô căng nghít thật. Nói chung là đây là tất cả những gì mà mình chờ đợi ở một cái loại rửa mặt, nên là rất là ok. Chung quy lại thì cả ba món này mình dùng từ Robertin thì mình thấy đều xứng đáng với cái hype và cái sự viral của nó. Và chắc chắn là sau khi mà dùng hết những cái này thì mình sẽ có thể là tìm thử mua thêm những cái món khác của Robertin để thử nữa. Nếu mà bạn nào là fan của Robertin và biết cái đồ gì khác tốt nữa thì bình luận bên dưới để giới thiệu cho mình nhé. Và đó chỉ có như vậy thôi. Được hãng xịn tài trợ cũng sướng chứ bộ. Ok, bây giờ mình đi ăn nha mọi người. Hôm nay được cái là làm xong hết công việc, mình ngồi cả chiều đấy đến lúc tối mới về, mọi người thấy đúng không? Thế thì cũng làm xong hết công việc rồi, để hôm nay có thời gian buổi tối mình chill chill, mình không bị quá là stress vì còn deadline gì. Đấy thì nên là bây giờ chúng mình sẽ chuẩn bị đi nấu ăn tối rồi mình chill thôi. Trời ơi, thích cái hôm nào mình làm xong việc sớm như này cực kỳ nha. Vậy mình cũng đang, vậy mình nói chuyện đúng nhiều luôn, chẳng thu được cái gì cả. Nãy mình đang bảo là tự nhiên hơi mệt, tại vì hôm nay cũng là một ngày dài ấy. Dậy xong rồi đi học 3 tiếng liên tiếp một môn, xong rồi mình sẽ deadline 5 tiếng nữa mình làm xong hết việc. Bây giờ mình giải lao đấy vậy. Các bạn hôm nay bị dính mưa, nên là mình không biết là có bị cảm hay gì không, mà thấy biết kiểu hơi mệt nhá, hơi su quả đấy. Lại không xem thời tiết trước. Em bảo là những cái hôm nào mà mình phải quay video này mọi người trông thì nó cũng chill chill đúng không? Ừ thì thực ra nó cũng chill, nhưng mà dù sao thì mình phải quay video nên là mình cũng sẽ phải gọi là mình phải để ý góc quay, mình phải set máy rồi mình phải quay, mình phải nói chuyện rồi ấy. Nên là mình cũng sẽ không chú ý được đến những cái thứ xung quanh của mình nhiều bằng khi mà mình không quay. Ừ đấy, nhưng mà
cũng kiểu là mình làm khoảng 4 năm nay rồi, mình cũng quen rồi ấy, nên cũng vui. Thế cái hôm nào mà quay video này thì cũng có cái vui của nó nhá. Như kiểu đang video call với bạn ấy, nó cũng vui. Ui cái này nhiều thịt phết ấy. Này. Bây giờ mình sẽ luộc mì trước. Luộc mì trước đấy, cả nhà cửa đúng cái nồi này luôn. Đây là cái món, cái thứ duy nhất để mình có thể nấu được. Mình còn chưa mua lò vi sóng cơ. Kiểu mình thấy tiếc tiền kiểu... Mình không biết đó, mình chưa cảm thấy cần thiết lắm. Bình thường hàng ngày mình ăn, mình một là mình gọi đồ ship, về hai là mình gọi bề tai, gọi là anh gọi nhầm, gọi bề tai chính là gọi đồ ship mà, hai là mình ăn đồ tiện lợi. Ừ. Nên là mình cũng không có nấu ăn nhiều đâu, mình không phải là gơn bếp núc đâu mọi người ạ. Nhưng mà để xem nhá, trong tương lai mình có nấu nhiều hơn không nhá. Nhưng mà mình bị một cái cảm giác là ý là nấu ăn vui nhá, nhưng mà dọn mệt, với cả nó bị mất thời gian ấy. Làm việc một ngày các thứ đấy mình cũng mệt rồi, mình muốn được thư giãn. Nên là ăn xong mình enjoy cuộc sống thôi, chứ mình không muốn nấu hay không muốn dọn. Nhưng mà cái này nó đơn giản nên là không phải vấn đề. Mình có phải là kiểu vừa nấu vừa dọn không? Chính ra mình như thế nhá, nghe nó hơi điêu điêu thôi, nhưng mà thực ra mình cũng kiểu là lúc mình rảnh tay đợi cái này sôi ấy, thì mình đâu có gì làm, mình dọn luôn cho nó nhàn ấy, cho nhàn bản thân mình lúc sau. Đây mình kể mọi người cái chuyện này, vừa nãy mình bảo mình sẽ kể sau khi đi học về ấy. Thì là cái lớp mình học, lớp gọi là lịch sử và kể chuyện. Thì lớp đấy là tuần nào cũng sẽ phải đọc một cái bài đọc mà phải mười mấy trang đấy, chung là tùy hướng của cô. Xong đấy thì là sẽ có đến kiểm tra, kiểm tra một cái bài ngắn thôi để đảm bảo là mình có đọc bài trước ở nhà ấy. Thì cái đấy mình đã đọc rồi, nhưng mà cái lúc làm bài kiểm tra ấy, thì mình lại không nhớ được cái từ vựng. Ừ, tại vì toàn cái từ mà mình không biết thôi, mình mới tra là mình đọc hiểu thôi, chứ mình lại chưa nhớ được nó. Thế là mình làm cái bài quiz đấy nó cũng không ok lắm, với căn bản là cũng là bài đầu tiên ấy, nên là cô bảo là cô sẽ không lấy điểm bài này, tại vì tất cả lớp đều chưa biết được là cô sẽ kiểm tra kiểu như thế nào, bài này chỉ là cái bài mình thử nghiệm thôi. Thế là mình cũng ok, nhưng mình cũng kiểu cay cay đấy. Mình cũng không thích cái việc là đấy, chưa gì bài kiểm tra đầu tiên là mình đã làm không được tốt cho lắm. Thế là cô rất thích những cái bạn mà hay phát biểu đấy, hay gọi là thầy PO, là gọi là gì nhỉ, gọi là thuyết trình trong lớp đấy. Thế là mình mới quyết định là mình xông pha, mặc dù mình cũng sợ chứ cái lớp này đối với mình là hơi khó, không phải là chuyên môn của mình. Thế là mình mới gọi là thầy PO đấy, mình thuyết trình, mình xung phong. Thế là được điểm cộng mọi người ạ. Ôi mình viết trước trong giờ chơi ấy, cô cho cái câu hỏi trước, xong cô bảo là giờ chơi chuẩn bị đi, xong rồi tí nữa ai thuyết trình thì được cộng điểm. Thế là mình cũng chuẩn bị, mình cũng này kia mình viết sẵn ra, xong rồi mình thuyết trình thôi, thế được cộng điểm, hết chuyện. Cũng sợ lắm nhưng mà xông pha. Ôi các bác ơi, muốn được các thầy cô Hàn quý, các giáo sư Hàn quý ấy, thì mình cứ xông pha, mình cứ gọi là mình nhiệt tình dữ dội lên, mạnh mẽ mãnh liệt lên là auto được quý nha, là kiểu dưỡng được chú ý và sẽ được thầy cô giúp đỡ rất là nhiều, hỏi bài thầy cô cũng sẽ rất nhiệt tình với mình. Ừ đấy, chung quy lại là lời khuyên của mình là hãy xông pha, hãy nhiệt tình và thể hiện ra được tất cả sự đam mê của mình với môn học nha. Ừ. Mình không nghĩ là mình thuộc về nấu ăn rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng nấu được cũng vui, cũng chill. Ôi cái gà này ngon của mụ. Cái gà này là mình bỏ vào nồi. Thôi, là nồi chiên không dầu mình làm á. Cái này là siêu hot ở trên Coupang luôn. Kiểu gà số 1 Coupang là gà số 1 nồi chiên không dầu gì đấy. Nói chung là rất là hot và nó rất là ngon, nó juicy nha. Bên ngoài giòn, bên trong juicy. Và đây là phần mì ý mà mình đã nấu. Vẫn tính là nấu nhá, đúng không? Vẫn nấu mà. Nấu điên luôn, xong rồi cháy luôn cái nồi. Không, kiểu cái nồi đấy, nồi Daiso, nồi dởm. Nên là kiểu cái sự chống dính của nó không có ổn ý. Đấy, nói chung là phải mua cái nồi mới. Mình nghĩ là nếu mà cả nhà cả cửa có đúng một cái nồi thì nên là một cái nồi xịn. Mà hôm nay không biết sao lại đi mua cái nồi Daiso đó. Mình mua đại, mua đỡ vậy đó, để có cái dùng. Thôi bây giờ mình ăn nha. Tí nữa thì mình sẽ unbox cái này. Bạn mình tặng một set rượu. Lớn rồi, mình lớn rồi. Nên là hôm nay chiêu chiêu thì làm tí cho nó
cửa cửa của nhà. Với cả cái này kiểu nó đáng yêu ấy mọi người, đáng yêu lắm. Đây này cho mọi người xem này. Đấy, nó là một cái set đáng yêu nhiều vị, xong rồi pha ra uống cocktail đồ đó. Nói chung là nhẹ nhàng thôi. Ok, ôi dồi ôi, từ nãy giờ bày xong cái nó cũng cứng lại mất rồi. Cái xin người ta hơi cháy nhỉ, có một cái vị cháy nhưng mà ngon. Mấy cái gói mà người ta cho ấy nấu vào ngon lắm, béo béo ngậy luôn. Ăn cùng với ớt cay ngon á, tại vì thích ăn cay. Kể ra mà ăn nóng luôn ấy thì sẽ ngon hơn, mà vừa nãy xét máy rồi này kia thứ nó nguội mất, nguội hơi nhanh nhỉ. Ngon nhá. Nếu có một cái đá nó cứ để nó tan nó sẽ vừa, nó sẽ rơi xuống dưới. Ăn gà nhá. Sao pin, sao pin, máy sao pin, máy sao pin. Oh my god, máy sao pin. Máy ảnh. Đảm bảo ngon luôn. Ơi, mọi người ơi, tự nhiên bị mệt ngang xong rồi tự nhiên kiểu máy ảnh hết pin này. Mới nhận được feedback từ khách hàng về video của mình, xong mình phải quay lại khá là nhiều vì họ không đồng ý background đó. Dù đã duyệt background kiểu vậy thì nói chung là mấy cái như thế phát sinh cho công việc nó cũng bình thường thôi. Cái đấy mình phải làm quen, làm nghề nào cũng thế. Không phải, không thể nào nó lúc nào cũng suôn sẻ được, dù mình có cố gắng đến như nào. Chắc chắn luôn ấy, chắc chắn. Thế nên là không sao, tâm trạng nó hơi gọi là đi xuống, nhưng mà ngày mai rồi sẽ lại đi lên thôi. Thôi bây giờ mình ăn box quà của bạn mình nha. Mặt hơi tã tại vì xong tiếng nấu ăn chăm chỉ rất là master chef. Và sau khi ăn xong nữa nên là nhìn mình hơi bị tã, mọi người thông cảm nhé. Đây là một set rượu mini kiểu đây là rượu vodka đúng không? I don't know. Nhưng mà thực ra là mình cũng mua một set y hệt như này đang trong tủ lạnh luôn. Là hôm mà mình sang Hàn ấy, mình đi sân bay hồi đấy, lúc đấy là mình ở sân bay Tân Sơn Nhất, cái bên mà bay quốc tế ấy, nhìn thấy set này mình mua luôn. Tại vì nó rất là cute mọi người, nó kiểu bị cute xong nó còn có nhiều vị nữa. Đấy, thế là mình mới bảo là không, nó phải thuộc về mình. Thế là mình mua luôn nhưng mà mình chưa uống. Thôi, mình không có nghẹn ngập, mình không có nhậu nhẹt thế mọi người. Mình cứ để đấy thôi, không nào mà có dịp gì mà ăn mừng hay là ngày nào tồi tệ quá mình muốn thư giãn ấy, thì mình sẽ uống, nhưng mình cũng chưa uống luôn. Thì anh Duy hôm trước mới đi nước ngoài về xong rồi sang Hàn, tại vì bọn mình có công việc nữa. Thế là tặng mình cái này y hệt luôn đấy. Bạn mình quá gọi là hiểu mình luôn, y hệt không khác một cái gì luôn. Thì cái set này nó sẽ có nhiều vị, xong rồi nó còn có cả cái công thức ấy. Đây này có mã QR để mà mình quét để mình xem công thức pha chế đó. Thì bây giờ là cái đá này nó cũng đã xuống rồi này, mọi người thấy chưa? Đó, uống đó. Đá thì nó cũng đã xuống rồi, mình có thể pha được rồi. Bây giờ mình sẽ mở ra nhá. Ôi, tự nhiên mệt ngang. Rất là mệt ngang, có chuyện bình thường mọi người. Đến cuối ngày tự nhiên mệt ngang là bình thường, mà đến cuối ngày mà tự nhiên kiểu bị nhiều năng lượng ấy thì nó lại hơi ấy ấy nhá, lại hơi không bình thường nhá. Thì là không sao, mình cũng là con người mà, mình cũng được mệt chứ. Mà ngày xưa ấy mình tự mình mệt mình không quay video đâu, bây giờ mình kệ kiểu thôi, cứ bình thường đi, kiểu cứ con người đi có sao đâu đúng không. Đây là vị raspberry. Raspberry là vị dâu rừng. Vị raspberry. Đây là vị chanh, lime. Ôi, mấy mẹ nó vị cute ấy mọi người. So cute, so cute. Đấy. Cảm xúc đi lên, tâm trạng đi lên rồi đấy. Vị vanilla. Vị citron. Cái này cũng, cái này cũng là chanh này. Cái này cũng là chanh này. Ủa, rượu nặng 40%. Được đấy. Rất thích hợp trong một cái lúc đang down mood này. Vị dưa hấu mọi người ơi, tất cả những cái vị này mình chưa thử bao giờ luôn. Oh my gosh, so cute. Hello, xin chắc cái một cái ố. Từ từ, nhưng mà để quét mã QR để xem là nó như thế nào, xem là người ta dạy như nào. Martini Absolute. Quay trở lại. Ok, sao giống như mình quảng cáo cho cái hãng này giữ người ta. Tôi sinh năm 2000. Trời ơi, quá là thẳng thắn luôn. 2000 bây giờ già rồi. Hỏi bao tuổi đấy, sợ mình ấy đấy. Từ nhá, sao đến này nhỉ. You have found the missing link. Đâu, tôi found đúng link mà bạn. Link ở trên hộp bạn mà. Ok, đây này, đấy, hỏi mình tuổi nữa đấy. 2000, yên tâm đi. Có lại missing link.
cái này là thông điệp vũ trụ để mình tự pha theo cảm hứng của mình thôi. Mình phải có gọi là gì, người thành công luôn có lối đi riêng, mình phải tự đi. Mọi người có nghĩ là vị kiểu nếu mà là vị an toàn ý, thì mình nghĩ là raspberry với lại đi là chanh, một trong hai thằng chanh này. Raspberry thì nó sẽ kiểu chua chua ngọt ngọt, và cộng thêm watermelon nữa thì nó sẽ, đấy đúng là kiểu combo hoa quả chua chua ngọt ngọt. Thì bây giờ mình sẽ thử dâu rừng, chanh và, mà cái này là kiểu chanh vàng ấy, chanh vàng và watermelon nhá. Ok. Ui thơm, thơm nha, thơm nha, thơm nha. Mà mình đoán là cái này vị nó sẽ ngon ngon chứ nó không bị ghê đâu. Bình thường vodka mình thấy nó cũng ghê lắm. Mình á, nếu mà rượu nào mình thích nhá, thích rượu vang thì à, mình thấy rượu vang dễ uống đấy, ngon. Nhưng mà mấy cái này mà biết pha thì nó sẽ ngon thôi. Em ơi, sao mình nói nghe như bộ nhậu quá nhỉ? Mình cũng bình thường à, nhưng mà mình uống được. Mình thấy nó ok, mình thấy vui. Biết điểm dừng và biết cái sự cân bằng là được. Ok. Đó, watermelon nữa này. Mình pha tỷ lệ 1:1:1. Mà tổ tiên mách bảo. Wow. ASMR. Ok, moment of truth. Đây là khoảnh khắc chúng ta biết được sự thật. Ui, mùi dưa hấu thơm quá. Thơm điên nha. Rất thơm. Ê? Chắc cầm mà nhớ. Sao mà không có vị mà chỉ có mùi đấy. Ủa, cái gì? Chắc cầm mà. Uống hơi ghê nha. Yêu nó thơm cực kỳ nhưng nó không có vị ngọt. Nó chỉ có mùi cả nhà ơi. Oh my gosh. Đây là thức uống của người lớn, là người ta sẽ trưởng thành như thế à. Người ta không uống ngọt đúng không? Người ta chỉ uống có mùi thôi đúng không? Chết thật đấy, trưởng thành lên nào là Trang. Cái vanilla, ui vanilla thơm quá. Cái này như là cái mùi kẹo ăn belly bê ấy. Cái kẹo mà sữa rất là ngọt ấy mọi người. Cái kẹo caramel ấy, quá thơm luôn. Không có vị, chỉ có mùi thôi. Ừ. Kiểu vị nó nhẹ lắm, nó không kiểu ngọt đâu. Ừ, cái này cho người trưởng thành của anh em ơi. Trưởng thành nửa mùa như mình là chưa được rồi. Cũng kiểu bị, ui, hình như cũng say đấy. Cũng 40% mà say chứ. Nhỉ, đúng không? Đấy, 40% mà. Thì thử nốt cái vị chanh này xem nào. Tóm lại, được rồi. Vị chanh này không tò mò bằng cái vị watermelon này. Vị dưa hấu này mà cũng riêng. Được, cũng thực ra uống riêng thôi, đỡ kinh hơn là uống chung nhé. Mình nghĩ là có một cái bí ẩn gì đấy mà mình chưa giải đáp được. Tại vì chắc là người ta phải pha những cái này, kiểu cái này sẽ là base của cái gì đấy, rượu nó khác vào nữa hay như nào chứ. Thì nó cứ sai sai ấy, nó cứ wrong ấy. Cứ sao sao ấy mọi người ạ. Mà thôi không sao. Quan trọng là chúng mình đã có một trải nghiệm cùng với nhau. Hay nha. Quan trọng là chúng mình đã có một trải nghiệm. Yeah. Từ cho thêm một cơ hội đi mọi người. Ok. Thì bây giờ mình pha thêm vanilla. Các bây giờ còn gì để mất đâu anh em. Đấy, mình thêm đi. Mình mạnh mẽ lên. Đấy, mình xem nó ra cái vị gì. Ghê. Mình là một đứa rất dễ ăn. Mọi người hỏi bạn bè gì cũng bảo ngon. Uống cái gì cũng bảo ngon, ăn cái gì cũng bảo ngon. Nhưng mà mình mà nói cái này ghê thì nó cũng gọi là chắc chắn là nó cần thêm một loại rượu gì đấy khác vào chứ. Nó không thể là như này được. Thế là mình chưa trưởng thành để mình uống được cái như này. Nhưng mà nó ghê theo kiểu mà mình đang chờ đợi một cái gì đấy nó ngọt ngào ấy. Nhưng mà nó lại không ngọt ngào nên là nó bị, mình bị sốc. Mình thì nó bị ghê. Thì mình bình tĩnh lại. Ghê thật. Video. Bye bye. Mình đi ngủ đây. Yêu mọi người. Xíu nhỉ. Bye bye nhé. Sorry hôm nay cuối hơi lập cập một tí. Nào là hết pin máy ảnh, nào là đánh
kia này kia. Nhưng mà không sao, bye bye nha. Anh em, mình xin lỗi cho mình. Không sao nhỉ? Sorry. À, chắc là không sao đâu nhỉ. Mọi người sẽ thông cảm. Bye bye. 진짜 잘했다. 졸려, 아, 졸려요? 오, 싸이 đấy. 싸이. 싸이 nha, 싸이 nha. Bye bye.